Wow! Xe Yamaha Sirius Si 2021 hoàn toàn mới. Thiết kế mới hiện đại. Động cơ siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius Si 2021 hoàn toàn mới. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Lê Minh Confession. Mang tiền về cho mẹ, mang vợ về cho mẹ, chứ đừng mang nợ về cho mẹ nha anh em viewer yêu quý của kênh ơi. Suốt từ sáng đến giờ cứ lầm nhầm câu hát của chú đen và quên mất bản tin nóng chiều nay xuất hiện một nhân vật sánh ngang với Dương Quá. Văn mẫu bao nhiêu năm không đổi, dân mạng bắt bài sọp ngay khi anh chàng vừa có hành động đáng nghi. Faker là tuyển thủ eSports duy nhất được tạp chí TechM Hàn Quốc bình chọn là nhân vật của năm. Hàng loạt skin cho con cưng của Riot cùng danh tính của vị tướng mới nhất Liên minh Huyền Thoại bất ngờ bị dò dỉ. Một game thủ Liên minh Huyền Thoại leo rank cao thủ thành công chỉ với một tay. Anh em nhớ cho kênh một like và một subscribe trước khi bước vào nội dung chi tiết của video ngày hôm nay nhé. Miền Bắc đang lạnh, miền Nam thì đang nóng. Anh em mặc gì cũng được nhưng đừng mặc kệ kênh nha, không là ekip buồn lắm á. Giờ thì không làm mất thời gian của anh em nữa, cùng bắt đầu bản tin nóng cùng Linh San nhé. Văn mẫu bao nhiêu năm không đổi, dân mạng bắt bài sọp ngay khi anh chàng vừa có hành động đáng nghi. Kể từ thời điểm bắt đầu công khai tình yêu vào năm 2015 đến nay, chuyện tình Chị ơi anh yêu em của tuyển thủ sọp Lê Quang Duy và Lily Nguyễn Hoài Thương đã trở thành một trong những chuyện tình đẹp nhất làng eSports. Trong suốt thời gian chàng Duy Cầu Giấy phải thi đấu ở xa, thì Lily vẫn luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ anh trong sự nghiệp. Bên này có sọp là cực phẩm của bao chị em, thì bên kia Lily cũng không kém cạnh khi nhiều lần khiến fan nam đứng ngồi không yên. Lily hiện đang giữ vị trí tướng support cho fanpage và Facebook cá nhân của Duy Cầu Giấy. Cả Lily và Sọp đều khá kín tiếng trong chuyện đời tư, vậy nên cứ mỗi lần đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội, tuyển thủ nổi tiếng vẫn không tránh khỏi ánh nhìn hoài nghi của cộng đồng mạng. Fan cho rằng chỉ có thể là xin nóc nhà nạp game, Sọp mới có những hành động như vậy. Trên thực tế, không ít lần điều này đã diễn ra và gần như là văn mẫu mỗi lần anh chàng hướng đến mục đích này. Ngay cả Lily cũng phải vào thừa nhận điều mà fan nghĩ là đúng. Dẫu vậy thì cặp đôi vẫn biết bày tỏ tình cảm với đối phương một cách vô cùng tinh tế, khiến các fan của cả hai phải suýt xoa vì sự ngọt ngào nhưng lại rất đỗi bình dị. Năm 2018, trong một lần trò chuyện với người hâm mộ Trung Quốc trên Weibo, một fan đã vui tính nói rằng: "Fei Fei, tôi là fan của bạn, em gái của tôi cũng thích bạn nữa, tôi có thể giới thiệu em gái cho bạn không?" Trước lời mời gọi hấp dẫn như thế, Sọp chỉ bình tĩnh: "À không, mình đã có người yêu rồi, người yêu mình ở Việt Nam." Nhưng người hâm mộ kia vẫn chưa chịu từ bỏ: "Có còn cơ hội nào cho em gái mình không?" Sọp thẳng thắn: "Không bạn nha." Hàng loạt skin cho con cưng của Riot cùng danh tính vị tướng mới nhất Liên minh Huyền Thoại bất ngờ bị dò dỉ. Ở thời điểm hiện tại thì Liên minh Huyền Thoại đang vận hành với phiên bản 11.24, điều này có nghĩa là mùa giải thứ 12 đã tới rất gần rồi. Bên cạnh những chỉnh sửa về hệ thống tướng, trang bị và bản đồ thì kế hoạch ra mắt skin và nhân vật mới của Riot Game cũng được rất nhiều game thủ quan tâm. Mới đây thì một loạt thông tin về trang phục mới, tên vị tướng tiếp theo sắp ra mắt đã bị leak trên trang mạng. Cụ thể thì theo chia sẻ của Dataminer có tên là Big Bad Beer, trang phục hàng hiệu tiếp theo sẽ thuộc về vị tướng Lux. Đây là skin nằm trong một dòng skin mới có tên là Postland, và ngoài Lux ra thì những nhân vật như Ezreal, Kindred và Jerry cũng thuộc nhóm trang phục này. Trong số đó thì trang phục của Ezreal sẽ có bậc huyền thoại, sau đó chúng ta sẽ được chứng kiến trang phục pháo hoa của Seth, rất có thể nó sẽ ra mắt vào dịp Tết âm lịch. Tiếp đó là vào thời điểm tháng 2, Leona sẽ có thêm một trang phục huyền thoại nữa, chưa rõ tên. Ahri sau đó cũng gia nhập vào dòng skin ẩn chính. Ngoài ra thì anh chàng YouTuber Big Bad Beer này còn tiết lộ thêm rằng hai dòng trang phục chuẩn bị trở lại đó là vệ binh tinh tú và cao bồi. Tỷ lệ cao là Kai'Sa sẽ có skin mới thuộc một trong hai nhóm trang phục trên. Quay trở lại với cái tên Jerry ở dòng skin Postland, theo thông tin bị dò dỉ thì đây chính là vị tướng xạ thủ mới của Liên minh Huyền Thoại. Trong bài viết về lộ trình phát triển của tướng Riot hồi tháng 9 thì họ có tiết lộ rằng đây sẽ là một xạ thủ sở hữu tốc độ cao và đem lại cho game thủ cảm giác như đang chơi game FPS. Nếu những thông tin bị leak kể trên là thật thì chúng ta có thể tận mắt chứng kiến vị tướng này ngay ở trong tháng 1 năm 2022 sắp tới. Đương nhiên, những thông tin kể trên vẫn nằm trong dạng tin đồn và chẳng có gì đảm bảo là Riot không quay xe và đổi tên những dự án của mình cả. Có lẽ chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, ít nhất là khi bản 12.1 ra mắt thì mới biết được kế hoạch ra nội dung tiếp theo của Riot Game là gì. Một game thủ Liên minh Huyền Thoại leo rank cao thủ thành công chỉ với một tay khiến cộng đồng không khỏi trầm trồ.
Đối với đại đa số game thủ Liên Minh Huyền Thoại thì chuột và bàn phím là những thứ không thể thiếu và để sử dụng chúng thì bạn thường sẽ phải dùng cả hai tay. Tuy nhiên, với game thủ có tài khoản là The Evil Mailbox thì anh chàng này lại rơi vào một hoàn cảnh khó khăn là bị liệt nửa thân phải và chỉ có thể sử dụng được tay trái của mình mà thôi. Dù éo le là vậy, nhưng bằng sự nỗ lực phi thường, game thủ này đã leo tới mức rank cao thủ thành công. Bài viết của anh chàng này trên diễn đàn Reddit đã có hơn 96% tỷ lệ upvote. Tôi vừa leo lên cao thủ thành công với việc chỉ chơi bằng một tay. Đó quả là một hành trình dài, nhưng tôi đã thực hiện nó. Xin chào, tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại trong tình trạng bị liệt nửa người bên phải. Vì vậy, tôi luôn dùng tay trái của mình để cầm chuột và tất cả những nút cần thiết. Cảm ơn rất nhiều tới người đồng đội vì đã giúp tôi trong quá trình leo rank. Khi được hỏi về bí quyết leo rank, thì game thủ này có chia sẻ rằng anh chọn những nhân vật như Poppy, Hecarim và Kane làm tướng thủ. Với việc chúng không có nhiều kỹ năng định hướng hay cách sử dụng phức tạp, The Evil Mailbox có thể điều khiển vị tướng của mình dễ dàng chỉ với việc sử dụng tay trái. Ngoài ra thì anh chàng cũng phải dùng một loại chuột máy tính có nút bấm ở bên cạnh để thuận tiện cho việc sử dụng. Sau khi bài viết kể trên được đăng tải thì game thủ này đã nhận không ít lời chúc mừng, cũng như nhiều người chơi khác phải trầm trồ vì nỗ lực của anh chàng. Một số game thủ còn nói rằng mình cảm thấy vô cùng tự ti sau khi nghe được câu chuyện này bởi họ có cả đủ hai tay nhưng lại bị kẹt ở một mức rank thấp hơn. Đương nhiên, đây chỉ là những lời nói đùa cũng như một cách đặc biệt để chúc mừng thành tích của game thủ trên mà thôi. Hình như tôi có đọc một bài viết rằng có người hỏi vị tướng nào có thể chơi bằng một tay, có vẻ như chúng ta có câu trả lời rồi. Chúc mừng ông bạn nhé, để tôi đoán xem ông main tướng nào được không, Evelynn chăng? Tôi thường sử dụng Kane, Poppy và Hecarim nhé. Tôi bị kẹt ở giữa việc cảm thấy trầm trồ và tự ghét bản thân khi kẹt ở rank vàng dù chơi Liên Minh Huyền Thoại bằng cả hai tay. Tôi không định hỏi gì đâu, chỉ muốn chúc mừng ông bạn thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hàng loạt hỗ trợ chống chịu đang bỏ dư chấn để chuyển sang dùng nâng cấp băng giá, đâu là nguyên nhân? Nếu bạn là một người chuyên chơi ở vị trí hỗ trợ thì hẳn là không còn quá xa lạ gì với ngọc dư chấn trên những vị tướng như Nautilus và Leona. Với việc đem lại một lượng chỉ số phòng thủ không hề nhỏ sau khi làm bất động đối thủ, điểm ngọc này tỏ ra quá phù hợp với những vị tướng kể trên khi chúng có thể kích hoạt nó dễ dàng. Tuy nhiên ở tiền mùa giải 2022 thì sự độc tôn này đang bị lung lay dữ dội với việc ngọc nâng cấp băng giá được làm lại. Chẳng nói đâu xa, ngay tại những trận đấu tại Demacia Cup năm 2021 vừa diễn ra thì nâng cấp băng giá được ưa chuộng hơn hẳn so với dư chấn. Việc cả hai người chơi hỗ trợ cùng sử dụng điểm ngọc này trên Thread Leona phần nào là Nautilus đã không còn là chuyện hiếm nữa. Vậy điều gì đã khiến ngọc dư chấn đang dần bị thay thế như vậy? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Việc cả hai người chơi hỗ trợ ở giải đấu Demacia Cup 2021 cùng sử dụng nâng cấp băng giá là điều không hề hiếm. Lý do đầu tiên cho việc này nằm ở bản thân ngọc dư chấn khi hiệu quả mà nó mang lại đã giảm đi rất nhiều so với những năm qua. Trong đợt chỉnh sửa lớn nhất ở thời điểm tiền mùa giải 2020, chỉ số phòng ngự mà ngọc dư chấn đem lại ở đấu trận giảm đi rất mạnh. Nó yêu cầu tướng sử dụng phải có nhiều item tăng giáp và kháng phép để chỉ số cộng thêm sau khi làm bất động đối thủ được gia tăng. Kể từ bản 9.23 thì ngọc dư chấn đã yêu cầu tướng sử dụng phải có nhiều item chống chịu thì lượng chỉ số nó đem lại mới đủ lớn. Mặc dù đã yếu đi rất nhiều trong những năm qua, nhưng game thủ vẫn sử dụng dư chấn bởi nó là điểm ngọc duy nhất phù hợp với các hỗ trợ chống chịu. Vì vậy, ngay sau khi ngọc nâng cấp băng giá được làm lại với các kích hoạt tương tự thì vị thế của dư chấn đã bị giảm đi khá nhiều. Có thể điểm ngọc này không đem lại chỉ số phòng ngự như dư chấn nhưng lại mang tới độ đa dụng rất lớn và hỗ trợ đồng đội cực kỳ tốt trong việc khống chế đối phương. Về cơ bản thì với việc được làm lại, các vị tướng như Leona, Nautilus, Thread sẽ tạo ra một vùng làm chậm lớn sau khi khống chế được mục tiêu khi sử dụng nâng cấp băng giá. Điều này khiến cho việc bắt chết đối thủ trong những pha giao tranh 2v2 ở đường dưới trở nên dễ dàng hơn khá nhiều. Ngoài ra thì vùng làm chậm đó còn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội của bạn tung những kỹ năng diện rộng chuẩn xác ở trong giao tranh. Rõ ràng khi xét về mặt đa dụng thì nâng cấp băng giá tỏ ra tốt hơn rất nhiều so với dư chấn. Nên nhớ rằng ở vị trí hỗ trợ thì bạn chỉ sở hữu một lượng kinh tế vô cùng ít ỏi, nên yếu tố cộng chỉ số dựa trên giáp và kháng phép cộng thêm của dư chấn giờ đã không còn quá phù hợp nữa. Có thể khi sử dụng nâng cấp băng giá thì bạn sẽ mất đi một chút chỉ số phòng ngự, nhưng đổi lại là cơ hội gây sát thương, hạ gục đối thủ cao hơn cho đồng đội. Tóm lại thì với độ đa dụng cao hơn hẳn thì việc ngọc nâng cấp băng giá đang cho thấy sự vượt trội của mình so với dư chấn. Rất có thể ở mùa giải 2022 sắp tới thì điểm ngọc này sẽ gắn liền với các hỗ trợ chống chịu như Leona, Thread hay Nautilus. Faker là tuyển thủ eSports duy nhất được tạp chí TechM của Hàn Quốc bình chọn là nhân vật của năm. Dù không giành được danh hiệu nào trong mùa giải vừa qua, Faker vẫn được bình chọn là nhân vật của năm.
Mùa giải 2021 có lẽ là một trong những mùa giải thăng trầm nhất trong sự nghiệp quỷ vương Faker. Chưa bao giờ khả năng của anh lại bị nghi ngờ nhiều như vậy kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Và có lẽ chỉ có ở mùa giải 2021, đặc biệt là mùa hè, người ta mới nhìn thấy Faker phải dự bị nhiều như vậy, bị huấn luyện viên ám chỉ là nguyên nhân khiến cả đội thất bại. Chưa kể, Faker và cả làng Lê Minh Huyền Thoại mới có lần đầu tiên chứng kiến một vị huấn luyện viên phải ra đi ngay khi giải đấu chỉ mới được nửa chừng. Vượt qua tất cả khó khăn, Faker và T1 đến được tận trận chung kết LCK mùa hè 2021. Sau đó, Quỷ Vương lại cùng các đồng đội trẻ tuổi đến tận trận bán kết của chung kết thế giới 2021 và chỉ chịu thua Damwon Kia trong trận đấu được xem là hấp dẫn bậc nhất kỳ chung kết thế giới vừa qua. Mùa giải 2021 không thành công về mặt danh hiệu, nhưng những gì Faker làm được xứng đáng được ghi nhận. Ở kỳ chuyển nhượng cuối mùa, Faker lại là cái tên được nhắc đến khi truyền thông xứ Hàn đưa tin T1 đã ký với anh một bản hợp đồng phá kỷ lục. Số tiền Faker nhận được trong một năm có thể lên tới khoảng 136 tỷ Việt Nam đồng, thậm chí trong cả thể thao truyền thống thì đây cũng là một con số rất cao. Mới đây, Faker lại tiếp tục được sướng tên khi các nhà báo thuộc trang thông tin công nghệ TechM bình chọn danh hiệu nhân vật của năm. Faker cũng là tuyển thủ eSports duy nhất có mặt trong danh sách này, bên cạnh những nhân vật tên tuổi khác như diễn viên thủ vai số 1 trong Squid Game, phó chủ tịch Samsung. Bài báo viết về Faker như sau. Nếu bạn hỏi ai là người có sức ảnh hưởng toàn cầu thì ngay lập tức trong đầu mọi người sẽ chỉ nghĩ đến một cái tên. Mặc dù có thể không quan tâm eSports, nhưng cái tên của người này, Faker, thì mọi người đều biết. Đây là năm quan trọng của Faker và những người hâm mộ thể thao trong nước vì hợp đồng của anh đã đáo hạn. Như mọi năm, tin đồn về việc Faker sẽ ra đi, những tấm séc trắng từ các đội tuyển lớn và cũng có tin Faker sẽ không ở lại T1 đã rầm rộ khiến người hâm mộ trong nước lo lắng. Nhưng cuối cùng, Faker vẫn ở lại. Faker dẫn dắt cả đội tại chung kết thế giới 2021 và sau đó đã tái ký với T1. Người hâm mộ lúc này đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Faker là tuyển thủ duy nhất có thể khiến cả thế giới cùng khóc cùng cười với mình. Và năm 2022 của Faker sẽ còn đáng chờ đợi hơn. Faker đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, điều này không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua đã chứng kiến khả năng thích nghi với vị thế mới hoàn hảo của Faker. Và chắc chắn, người hâm mộ Faker, T1 hay LCK nói riêng và fan Lê Minh Huyền Thoại thế giới nói chung đều mong chờ Quỷ Vương sẽ có thể hoàn thành ước mơ chiếc cúp vô địch chung kết thế giới lần thứ tư của mình trước khi phải giải nghệ. Bản tin nóng số 680 đến đây là hết rồi. Hẹn anh em ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Siêu hot anh em ơi! Shop Liên Minh Confession.com đã có rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên shop. Đầu tiên là bán nick Liên Minh Trắng, thông tin rẻ nhất thị trường. Không chỉ bán nick giá siêu rẻ, shop còn đang có ưu đãi mua nick tặng ngay RP. Trên shop còn có rất nhiều vòng quay, dịch vụ siêu hấp dẫn như vòng quay siêu phẩm, mở dương RP, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn ngại gì mà không truy cập ngay shop Liên Minh Confession.com để trải nghiệm ngay nào.